Mình đang ở dưới nước. 3, 4. Đây là thầy của mình dạy bơi cho mình nè. Hello các bạn. Đây là lần đầu tiên mình được đi bơi. À không, mình không phải đi bơi. Này là thầy của mình dạy cho mình. Đây, thầy của mình là cái người ở trần nè. Thầy của mình xuống. Mình cũng xuống. Đây, ta ta ta. Giờ mình sẽ bơi nha các bạn. Các bạn phải có miếng dán các bạn mới bơi được nha. Bạn nào mà mới vô có phải có miếng dán với có một cái phao. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, muốn bơi phải có đồ ngời. Để mình nói đồ ngời kiểu sao nha các bạn. Có cái nón bơi nè. Cái đồ bơi nè, rồi cái mắt kính bơi nè, còn mấy cái phao bơi là ở trong chỗ đó nha các bạn. Thầy mình đang hướng dẫn mình quạt. Số 2 bẻ bằng chân, số 3 mình đạp ra, số 4 nghỉ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nhớ chưa? Hả? Nhớ không? Tôi nhớ. Ừ. Bây giờ mình đang bơi vô thành để thở nước nha các bạn. Đâu thở làm sao? Thở nước, mình thở nhổ nước. Nước quyến luôn vậy mà cô. Thở nước chỉ là sai nha các bạn. Thôi cái anh kế bên mình thở nước nè. Đó. Đó, coi anh này thở nước nè. Rồi, mình thở nước một xíu thôi nha các bạn. Mình sẽ thở nước, Rồi mình ra bơi tiếp. Đại là cái cách thở rã nữa thôi. Mình sẽ quẹt quẹt cái chân. Thầy mình đang đẩy mình nha. Các bạn nhớ là các bạn phải để cái tay lên cái miếng dán. Thẳng cái tay mới bơi được nha các bạn. Ủa sao mình càng bơi mình càng lùi với các bạn. Mình càng bơi mình càng lùi lại là sao? Hả? Thầy mình phải đẩy cho mình luôn nè. Trời ơi, tao nói vui. Ủa gì vậy? Mình đi đâu vậy? Ủa gì vậy? Ai cũng đi qua đây mà mình đi qua đây vậy? Ủa gì vậy? Ai cũng đi qua phải của mình đi qua trái. Hôm nay mình được làm gì? Hôm nay mình được bơi. Sao hôm nay mình được thầy mình dạy mình bơi? Người ta mấy bạn đang thở nước mà đang thở đập thở mà con làm gì con ngóc lên không ạ? Các bạn con mình nè, mẹ quay ở đây nha. Các bạn con mình nước nè. Các bạn đưa cái mặt xuống nước mới là thở nước chứ không phải bơi vô hành là thở nước nha các bạn. Đây giờ mình sẽ bơi ra ngoài. Rồi mấy bạn bơi gai này cho lên đi. Giờ mình sẽ đi lên, mình không bơi nữa. Mình đã đuối rồi, bệt rồi. Đi lên nè. Đó, cái cầu thang này các bạn. Đi. Đó, đi lên. Bước lên. Thế là xong mới học rồi nha các bạn. Đi.